Xin chào các bạn nha. Nay mình sẽ làm một cái video để giới thiệu đến các bạn các cái option có thể nâng cấp trên chiếc Ford Wrangler Raptor Next Gen, như là các tính năng ẩn mà mình có thể mở thêm cho nó ha. Thì trước hết cái option đầu tiên mà mình làm nên làm đó là cái chìa khóa đề nổ từ xa ha. Thì mình có thể đề nổ chiếc xe trên chìa này luôn, dù xe là có 4Pass rồi nhưng mà không phải lúc nào nó cũng đề nhanh. Về đề nổ thì bấm lóc một cái và bấm nút đề hai lần là nó sẽ đề rất là nhanh chóng, không có thời gian delay luôn. Để tắt thì mình bấm hai lần. Ngoài ra ở đây thì mình còn có thể cốt thêm cái tính năng tìm xe ha, đó là bấm cái thì nó sẽ hú còi đó. Rồi mình sẽ giới thiệu từ từ về các cái tính năng ẩn. Trước mắt là khi cầm cái chìa đi lại gần xe nè, chúng ta có thể thấy là tính năng welcoming light, tức là đèn chào khi cầm chìa khóa lại gần á, nó sẽ sáng đèn dummy phía trước, hai cái đèn trên kính hậu, đèn sau cũng như là đèn thùng. Hai cái đèn thùng này là mình gắn thêm đèn của chính hãng nha. Ở đây nó có một cái lỗ chờ luôn đó, thì chỉ cần unlock xe là đèn thùng sẽ sáng luôn. Ở đây nếu mà mình lắp thêm cái nắp thùng thì có đèn thùng chở sáng thêm sẽ rất là tốt nha các bạn. Về phần tính năng ẩn có thể mở thêm á, thì nó cũng tương tự như trên Everest hoặc là trên Wajax, chỉ có khác một cái là có một số tính năng thì nó đã có sẵn rồi, thì trên mình không cần mở nữa ha. Thì mình sẽ đi từ từ vào. Trước hết là cũng như cái clip trước mình làm trên Wajax á, thì các cái tính năng cơ bản ví dụ như xi nhan một chạm chớp mấy lần mình muốn đổi thì mình đổi, nhớ vị trí công tắc đèn. Ở đây mình chỉnh xong, ví dụ như mình tắt luôn thì mình đề máy lên thì nó sẽ vẫn nằm ở vị trí này, nó không có tự về auto. Thông thường thì mình cũng set ở auto thôi. Rồi tính năng tiếp theo đó là nhớ cái hỗ trợ giữ lạng này nè. Thì khi mà thông thường á là mình bật on lên hoặc là off đi thì nó sẽ nhớ lại luôn mà không có cần phải tắt mỗi lần lên xe nữa. Thì mấy cái đời mới này khi mà lên xe thì chế độ giữ lạng nó sẽ hay rung cái vô lăng và nhiều khi nó sẽ cướp lái, nó đánh vào để cho nó giữ lạng nha các bạn, thì nó cũng hơi phiền một chút. Rồi mình sẽ đi các tính năng ở màn hình chính giữa này trước và sau đó sẽ qua cái màn hình scene. Thì chúng ta thấy ở đây là có bốn cái đồng hồ nè. Thì đây nó có thêm một cái chú giải nhỏ nữa, ví dụ như nhiệt độ nước ở đây đang là 63, nhiệt độ dầu động cơ đang là 63 độ C đó. Thì số km hiện được đi được nó sẽ hiện ở đây. Rồi ở phần chúng ta có thể thấy ở đây có thêm cái mục là navigation. Ở đây thì khi mà cắm cái điện thoại Android vào á, mình mở Android Auto lên thì bấm chỉ đường nó thì chỉ nó sẽ hiện lên trên giữa ở đây luôn nè, giống như trên Wajax đời trước thì mình có cái màn hình kế bên đây nè, thì nó cũng cắm Android Auto vào nó sẽ hiện lên chạy bao nhiêu mét quẹo hay là gì đó. Phone với audio này thì bình thường ha, riêng của xe rồi. Mình sẽ đi vào cái mục maintenance là bảo dưỡng. Thì đây nó sẽ có thêm một đống các tính năng khác. Phần áp suất lốp sẽ có thêm hiển thị nhiệt độ. Oil life tức là nó sẽ dựa trên số km bạn đi được và thời gian nổ máy để nó suy luận ra được là cái nhớt bạn đang đi nó dơ hay chưa, chứ không phải là mới sao tôi mới thay nhớt mà chạy nó mau dơ hay gì đó. Thì ví dụ như bạn không đi được số km đó nhưng mà cái thời gian bạn nổ máy nó đủ thì nó cũng sẽ tự động trừ cái phần trăm oil life này đi. Thì mình sẽ code cái tính năng là gì.
Hold to Reset Oil Life. Cái này là cho phép các bạn thay nhớt xong tự reset nhớt cho đồng hồ xe luôn. Nếu không có cái này thì chúng ta vẫn có thể reset được bằng cách là bấm on chìa khóa lên, không có đề máy nha. Đạp chân ga và chân phanh lúc sạc luôn. Lưu ý là không đề máy nha. Giữ trong khoảng 45 giây thì nó cũng sẽ tự nó reset cái oil life. Nhưng cách này thì nó nhanh hơn. App Low Info, hai cái này thì Zin có rồi. Engine Air Filter là check xem lọc gió dơ hay không. Exhaust Filter, cái này đáng giá nè. Số anh em sẽ thấy là Raptor đời mới, khi bạn đổ dầu 005 hoặc là nhớ không đủ tiêu chuẩn thì chạy nó sẽ mau báo đèn cá vàng và nó sẽ báo là exhaust filter overload, drive to clean gì đó, tức là cái bò lọc khí xả đang đầy. Nó yêu cầu chúng ta lái xe đi để cho nó tự dọn. Thì đây mình code lên được cái tính năng tự dọn, có nghĩa là khi mà bò lọc khí xả báo trên 75% và động cơ nó đạt nhiệt độ vận hành rồi đó, thì nó sẽ cho nó hiện lên cái nút là hold OK to clean. Thì mình bấm requesting xong rồi nó sẽ hỏi là exhaust position safe, có nghĩa là mình đang phải đậu xe ngoài trời nha, không có đậu trong nhà, rồi chạy cái này lên thì dễ ngộ độc đó. Thì xong rồi nó sẽ hỏi là confirm OK thì mình sẽ bấm một cái. Rồi, đó, nó sẽ rồ ga lên 2.000 vòng và nó giữ ở đó cho tới khi nào mà ống xả sạch. Thì cái quá trình mà đốt từ 80% mà xuống 50% gì đó, nó rơi vào tầm khoảng 15 đến 20 phút. Đốt cũng khá khá dầu nha các bạn. Nếu lỡ chúng ta bấm cái này và nó đang chạy này, muốn ngừng thì chỉ cần phải nhẹ vô chân ga là nó sẽ hủy, tức là nó sẽ cancel cái lệnh nó đi đó. Để chứ không nhiều khi mình bấm nó chạy cái không biết làm sao để thoát ra ha. Rồi tiếp theo là vào một setting. Setting thì sẽ thấy thêm có một cái là turn by turn indication đó. Tức là trong cái phần navigation hồi nãy mình có nói đó, nó sẽ, nếu mà cắm Android Auto vào, nó sẽ hiện lên là đi tới đâu, quẹo gì gì đó. Rồi ở đây thì mình hướng dẫn thêm về cách sử dụng trên cái màn hình này luôn ha. Phần towing thì cái này ở Việt Nam chúng ta ít sử dụng, mà nói thiệt mình cũng không biết sử dụng cái này như thế nào luôn. Rồi chắc vô trong menu chờ đọc nha các bạn. Driver assistant này thì nó hiện lên cái khoảng cách với xe phía trước. Rồi phần off road, phần off road thì tất nhiên là nó sẽ hiện góc đánh lái, góc nghiêng xe, chuỗi xe gì đó. Phần Raptor status thì nó sẽ hiện chế độ gài cầu, mode chạy. À, nhân tiện cái chỗ mode chạy này thì ngoài 7 cái mode default trên xe đã có thì mình code thêm được một cái mode nữa là hâu, có nghĩa là kéo trailer đó. Thì khi mà chuyển qua mode này thì nó sẽ tự động, nó sẽ điều chỉnh công suất, không phải công suất, mà nó sẽ điều chỉnh cái phần động cơ và hộp số để nó cho đi cái số phù hợp và cái giải tua phù hợp để kéo cái tải thôi. Mình chỉ việc lo lái ha. Chứ nếu để normal mà lái thì nó sẽ có hiện tượng là lì quá rồi xe nó cứ lên số chuyển số liên tục. Các bạn có thể trải nghiệm thử vặn qua chế độ này, bạn lái thì sẽ thấy cái hành vi sang số chuyển số nó như thế nào. Nó sẽ sang số trễ, nó sẽ cho gồng lên tua cao hơn để làm gì, để mình kéo tải được thôi ha.
Rồi mình về normal mình nói tiếp. Thực ra ở đây có rất là nhiều cái thông tin luôn, y chang như trên con F150 Raptor vậy, đủ cái thông số hết. Thì có một tính năng nữa mình code lên được, đó là cái phần power distribution đó, thì nó sẽ hiện ở đây nè, khi gài số chạy, ví dụ như mình để một cầu đi, thì nó sẽ hiện ra lực kéo ở đây, cái ba này nó sẽ full lên. Còn khi mình gài hai cầu thì nó sẽ chia lên lực trên này nữa. Đó, đó là phần power distribution. Còn cái chỗ này nó có phần may gauges, tức là các cái đồng hồ mà tôi muốn xem. Thì ở đây có thể là nhiệt độ động cơ, bình ắc quy đang sạc bao nhiêu. Rồi mình muốn thay đổi gì đó thì mình bấm vào đây. Thực ra nó chỉ cho hiển thị hai cái thôi, mình phải bấm vào đây để mình đổi. Ví dụ mình tắt bớt cái battery thì mình có thể chọn là inlet air temp, thì mình coi là nhiệt độ khí nạp là bao nhiêu. Đó, như đây là 38 độ nè. Mình muốn đổi một cái thì mình phải bỏ ra một cái. Thì nó có phần engine oil temp. Đó. Tùy mình lựa chọn thôi ha. Rồi, phần measurement. Measurement thì nó bưng hết nhiều cái thông số đưa ra thôi. Engine oil temp, transmission oil temp. Cái này các anh em đi off road có thể sẽ quan tâm. Vì chúng ta cần biết là nhiệt hộp số bao nhiêu, có sôi hay không, thì ví dụ như nó tới ngưỡng thì mình nên cho nó nghỉ một chút, tránh cái xe nó bị đù ra. Rồi, battery voltage, rồi air flow level đang còn 99%. Inlet air temp là 38 độ nè. Đó. Rồi, đây là phần off-road. Rồi, Raptor status. Đây, cứ kéo xuống thì sẽ thấy thôi. Đó là trong cái menu off-road ha. Phần trip fuel thì cái nào nó cũng có driver assistant hết. Ở đây nó sẽ cho mình xem là giá trị tiêu thụ nhiên liệu trung bình trên cái trip đó là bao nhiêu. Trip 1, trip 2 gì đó để các bạn set để đo hành trình và cái phần tiêu thụ nhiên liệu thôi. Ví dụ muốn reset thì chúng ta bấm ok thì nó sẽ reset hết tất cả các thông số. Rồi tới phần My View. Thì My View ở đây nó sẽ cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 mục, trừ cái mục Config My View ra. Thì 7 cái tab này mình có thể tùy ý mình chọn ha. Ví dụ như ở đây mình đã chọn full này nên là nó mờ mờ mấy kia đi. Mình muốn thêm một cái gì đó thì mình phải bỏ một cái gì đó ra. Ví dụ như mình bỏ cái AdBlue Info ra thì mình sẽ có thể chọn vào AdBlue Level. Rồi đây, theo xe của mình đang cần, thì thực ra cái này là cái để các bạn view nhanh thông tin của cái xe thôi. Ví dụ như mình để đây là trip 1, mình kéo xuống là tire pressure để khỏi phải bấm một lèo vô trong tới vehicle maintenance rồi đi vào phần tire pressure đó, nó sẽ đi qua quá nhiều bước đi. Thì cái này My View giống như một cái shortcut, mình có thể kéo mấy cái chỉ mục về thông tin động cơ ra. Ở đây mình cần coi là exhaust filter nó lên này luôn nè. Đó, AdBlue Level, Raptor Status, rồi My Gauge như trong phần kia đó. À, cũng vô đây có thể chọn xóa như kia thôi. À. Đó. Đây là Config My View. Đó, mình có thể bỏ cái này ra, mình chọn cái kia vào. Dễ dàng nha các bạn. Thông thường thì các bạn cần cần xem thông tin gì nhiều nhất, cần vào nhanh nhất thì chúng ta sẽ chọn thôi.
Thông thường thì cái app lưu gần hết thì nó sẽ nhảy lên cái thông tin luôn, nên cũng không cần thiết phải coi lắm, hoặc là mình có thể vào cái phần measurement ở dưới là nó có luôn rồi, nên là bấm upload hoặc là đó, pitch and roll hay là gì đó thì tùy ý ha. Rồi đây là cơ bản của cái màn hình chính giữa, thì mình tiếp tới cái màn hình này là màn hình lái, kêu là auto đó. Thì giờ mình nói tiếp tới cái phần màn hình scene, thì cái này là cái phần mềm scene nó đã cập nhật so với cái đời quay track trước rồi, trên cái clip trước mình có làm đó. Nó sắp xếp là các cái chỉ mục ha, thì dễ bấm và đi vào tra cứu các cái thông tin hơn. Đó. Thì đây sẽ hiển thị hết tất cả các cái phần để mình điều khiển xe. Đây có mở thêm một cái chuyển mode trên này. Thì bấm trên màn hình chúng ta có chuyển từ normal, sport, tow hold gì đó. Rồi. Auto hold này Zin có ha. Cái phần này là trail turn assist, thì cũng như trên cái clip trước mình làm, tức là trail turn assist sẽ hỗ trợ anh em khi mà đi off road á, mình bật hai cầu lên thì đánh lái bên nào nó sẽ tự động 4H nha, chứ không phải 2H nha, 4A cũng không được luôn. Thì khi mình đánh lái bên nào nó sẽ tự động lóc cái bánh sau của cái bên mình đánh lái á, để nó giúp mình thu hẹp cái vòng cua. Trên YouTube kênh của Basio Tuning mình cũng có làm một cái clip test ngoài bãi biển luôn rồi, trên chiếc Y-Track ha. Rồi về phần driver assist thì sẽ có thêm cái phần traffic sign recognition, tức là đọc biển báo, và cái này là speed warning, cảnh báo vượt tốc độ, over speed time, tức là khi mà mình vượt tốc độ trên biển báo nó đọc được thì nó sẽ đổ chuông tinh cái ha. Còn cái phần tolerance này nè, tức là gì, ví dụ như ở đây mình chỉnh tolerance là 2 km/h đi, ví dụ như nó báo 20 mình chạy 22 nó mới báo đó, hoặc là 20 mình chạy 30 nó mới báo, tùy mình chỉnh thôi, không nhất thiết là phải để không hay là tùy ý thôi, nói chung là thích sao thì chỉnh vậy cũng được. Phần speed limiter thì nó sẽ có manual với lại intelligent. Thì mình để intelligent có nghĩa là khi mà anh em bấm vào nút lim đây nè, đó, chúng ta thấy cái vòng tròn xanh đây, có nghĩa là khi nó đọc cái biển báo là ví dụ như là 20 thì sẽ tự động là giới thiệu, nó sẽ giới hạn lại là 20 ha. Còn đọc biển báo 50 thì nó sẽ giới hạn là 50. Rồi khi mà chúng ta không muốn nó tự động giới hạn theo nó thì chúng ta bỏ qua manual, là chúng ta có thể tự động chỉnh trên đây. Biển báo nó vẫn đọc bình thường nhưng nó sẽ không giới hạn thôi. Đó. Cái này nếu mà bật thì cũng khá là hay, vì một số tuyến đường nhiều khi chúng ta không để ý thì chúng ta có thể chạy lố tốc độ, nếu nó đọc được biển báo nó sẽ giới hạn tốc độ giùm mình cũng đỡ. Rồi ngoài ra các cái tính năng khác nó cũng tương tự như cái trên quay chắc hoặc là Everest đời trước thôi. Ví dụ như zone lighting thì khi chúng ta bật muốn quật nó lên thì chúng ta phải tắt máy đi nè, đó, không? Thực ra cái này zone lighting để chúng ta đi cắm trại, dùng đèn trước nè, đèn thùng, đèn hai bên kính để chiếu sáng vậy thôi. Nó sẽ sáng cho tới khi nào mà cái bình tụt tới cái ngưỡng mà nó đã set sẵn là nó cần chừa lại một ít
để đề máy thì nó sẽ tự động tắt luôn đó. Nên anh em sử dụng cái tính năng này lưu ý ha. Rồi mình nói thêm về cái tính năng này để cho anh em nắm luôn cái phần lane keeping system á. Thông thường nếu mà anh em chưa có cơ hội hay là chưa có dịp mà để làm cái mở tính năng ẩn á, thì để tránh phiền toái là bị cúp tay lái khi mà đang ví dụ như sang lane hay là đang xào chẻ hay gì đó, thì chúng ta có thể chọn cái phần mode là alert, tức là nó chỉ rung nhẹ cái vô lăng thôi chứ nó không tự động gọi cái vô lăng vô cho mình. Thông thường thì lên cái này nó sẽ lưu nha, không phải là bị mất sau khi tắt máy. Thông thường thì default là sẽ set là alert với add, tức nghĩa là nó rung và nó sẽ hỗ trợ luôn. Còn mình lên xe là mình chỉ để alert thôi, tức là nó chỉ rung thôi. Và cái intensity này nè, nếu chúng ta để high thì nó có nghĩa là nó sẽ rung vô lăng nhiều hơn. Chúng ta để low á thì nó sẽ rung nhẹ hơn. Vậy thôi. Mình thì để normal, nhưng mà cái alert này mình chỉ chọn là cái phần mà add mình chỉ chọn là alert thôi chứ không có add. Thì thực ra có cái hỗ trợ lan này cũng nhiều khi đi đường xa gì đó rung tí cũng vui, đỡ buồn ngủ. Đó. Free collision assist thì cái distance indication này á, là nó sẽ hiện cái bar này nè. Đó. À, mình sẽ chỉnh được khoảng cách với xe phía trước. Rồi ở đây thì mình hay chọn alert sensitivity là low nha. Automatic emergency braking và evasive steering. Cái giữa này tức là trong trường hợp mà có xe cắt ngang khẩn cấp, cắt ngang đột ngột á, thì nó sẽ tự nó phanh cho mình. Bấm vào đây để xem nè, hoặc là có chướng ngại vật. Đây nè. Và cái evasive steering này nè, thì ví dụ như trong trường hợp đang lao tới chướng ngại vật hay là gì đó thì nó sẽ có thể tự đánh lái ra để né chướng ngại vật luôn, nhưng mà sử dụng cái tính năng này hết sức cân nhắc nha. Cho nên thường mình để cái alert sensitivity là low để cho cái mức độ nó báo động nó can thiệp thấp thôi, chứ để high nhiều khi đang chạy như này thấy xe phía trước dừng nó có thể nó tự nó cướp lái, nó đánh lái mà lại mình không có chủ động kiểm soát được. Cái đó tuy là hiện đại thì nhưng mà thỉnh thoảng có thể hại điện. Rear view camera delay nghĩa là khi mà gài số dê xong rồi chạy số tới thì nó sẽ không có tắt cái camera lùi liền. BLIS tức là blind spot monitor, thì có phương tiện cắt ngang và điểm mù thì nó sẽ báo trên gương chiếu hậu mình có cái chấm màu cam á. Rồi cross traffic alert, cái cross traffic alert này là cảnh báo của phương tiện cắt ngang thì zin nó sẽ báo trên này, nhưng sau khi mình cốt tính năng ẩn thì nó sẽ báo trên cái màn hình này thêm để cho mình dễ theo dõi thôi chứ không có gì hết. Khi mà chúng ta bấm vào cái nút off-road á, thì ở đây nó sẽ có cái biểu tượng trail turn assist đó. Khi mà chúng ta gài qua 4H thì nó mới lên nha, còn 2H với 4A sẽ không lên. Đó, đây nó hiện hai cái hình bánh lái nè. Mình đánh bên nào thì nó sẽ lóc bánh sau bên đó để hỗ trợ mình thu nhỏ cái vòng cua khi mà trong trường hợp đi qua các cái địa hình nó hẹp, nó khó khăn ha. Còn tính năng này là tính năng trail control. Trail control này thực ra nó hỗ trợ để đi off-road đó. Tức là nó giống như cruise control trên đường off-road. Cái này zin nó có thôi. Thì
mình sẽ set cái speed trên này. Mình có đạp phanh thì nó cũng không có hủy cái lệnh cruise control nó. Thực ra nó làm để mình đi off-road tập trung lái thôi. Nó sẽ tự nó giữ ở cái tốc độ đều đó luôn. Đó. Rồi thì video nói về các cái tính năng ẩn cũng như là một số các cái phụ kiện nâng cấp thêm cơ bản cho chiếc Wrangler Raptor đến đây là hết ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.